10 loài động vật khỏe nhất thế giới. Xin chào các bạn đã quay trở lại với mình khám phá. Các bạn thân mến, khi chúng ta nhắc đến những con người khỏe nhất thế giới thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những người võ sĩ, lực sĩ hay những con người khổng lồ đúng không nào? Thế còn trong thế giới động vật thì các bạn có biết những loài động vật nào là khỏe nhất trong thế giới động vật hay không? Trong video của ngày hôm nay, Mê Khám Phá sẽ giới thiệu tới các bạn 10 loài động vật khỏe nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ khiến cho các bạn phải ngưỡng mộ đây. Nào, những loài động vật này là gì? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Mười loài động vật khỏe nhất thế giới. 1. Ve giáp. Ve giáp là loài bọ cánh cứng, có kích cỡ rất nhỏ, khoảng 0,2 đến 1,5mm và thường sống ở mặt đất, giúp đất màu mỡ hơn. Loài côn trùng này có thể nâng được trọng lượng gấp 1.180 lần trọng lượng cơ thể của chúng, tương đương với một người nâng 82 tấn. Đây được xem là một trong những loài động vật khỏe nhất trên trái đất. 2. Bọ hung. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà sinh học, loài bọ hung Ornithophagus taurus có thể kéo vật nặng gấp 1.141 lần trọng lượng cơ thể của chúng, tương đương một người 70kg nhấc được 6 chiếc xe buýt 2 tầng chở đầy khách. Ornithophagus taurus không giống như những loài bọ hung khác, chúng không đẩy phân. Công việc chôn phân chủ yếu do con cái thực hiện, còn con đực chỉ đóng vai trò trợ giúp. Con cái có nhiệm vụ xây các đường hầm nhỏ, đẩy phân gia súc vào rồi đẻ trứng trong đó. Con đực thường có sừng và rất hung dữ. Đặc biệt trong những trận chiến giành bạn tình, đường hầm cũng là nơi bọ hung tình tứ sau khi các con đực đánh nhau chí mạng để giành quyền được giao phối. 3. Kiến. Kiến là một họ côn trùng thuộc bộ cánh màng. Các loài trong họ này có tính xã hội cao, có khả năng sống thành tập đoàn lớn với hàng triệu con. Nhờ tập đoàn kiến còn có thể lan tràn trên một khu vực đất rất rộng, hình thành nên các siêu tập đoàn. Các tập đoàn kiến đôi khi được coi là các siêu cơ quan vì chúng hoạt động như một thực thể duy nhất. Kiến có thể mang trên mình những mảnh lá cây có trọng lượng gấp 50 lần trọng lượng của chúng, tương đương với việc một người nâng một trọng lượng nặng 2,5 tấn. Loài kiến thường sống thành bầy đàn trong một tổ được làm trên cây hay dưới đất. Mỗi đàn kiến có khoảng 8 triệu con. 4. Khỉ đột. Khỉ đột Gorilla là một chi linh trưởng thuộc họ người, là động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm châu Phi, là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Khỉ đột có kích thước lớn nhất trong bộ linh trưởng, chúng có thể cao từ 1,7 đến 2 mét khi đứng thẳng và nặng từ 180 đến 200 kg. Gorilla được biết đến như một dã thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn rất nhiều so với người, đôi tay mạnh mẽ và thông minh. Khỉ đột khỏe tới mức một cú đấm của nó có thể khiến mọi vật đối diện phải biến dạng. Dù có thân hình to lớn đồ sộ là thế, nhưng Gorilla có thể chạy ở tốc độ trung bình khoảng 35-40 km/h. Một con Gorilla trưởng thành có thể nâng được trọng lượng gấp 10 lần cơ thể của chúng. 5. Hổ. Cọp, hùm, cẫnh, khái, ông 30 hay chúa sơn lâm là những tên gọi khác của hổ. Hổ là một loài động vật có vú thuộc họ mèo. Chúng là một loại thú dữ ăn thịt sống. Trên thế giới có tất cả 9 loài hổ, nhưng 3 loài đã tuyệt chủng vĩnh viễn và hiện tại 6 loài hổ còn lại đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hoại và nạn săn bắn trái phép. Vào đầu năm 2010, hiện chỉ có khoảng 3.200 cá thể của loài hổ tồn tại trên thế giới, theo thống kê của Tổ chức Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF. Trọng lượng trung bình của loài hổ là 300kg. Xét về sức mạnh, chúng có thể nâng vật thể gấp 1,8 lần trọng lượng cơ thể của chúng. Hổ là một loài thú ăn thịt. Chúng dễ nhận biết nhất bởi các sọc vằn dọc, sẫm màu trên bộ lông màu đỏ cam với phần bụng trắng. Hổ là loài lớn nhất trong họ mèo và là động vật lớn thứ 3 trong các loài thú ăn thịt, sau gấu bắc cực và gấu nâu. 6. Voi. Họ voi Elephantidae là một họ động vật có vú lớn, ăn thực vật, được gọi chung là voi và voi mammoth. Chúng là những động vật có vú lớn trên cạn với mõm biến đổi thành vòi và răng biến đổi thành ngà. Đa số các chi và loài trong họ này đã tuyệt chủng. Chỉ có 2 chi, Losodonta, voi châu Phi và Elephant, voi châu Á là còn sinh tồn. Họ này được mô tả lần đầu tiên bởi John Edward Gray vào năm 1821 và sau đó được đưa vào bộ có voi, Proboscidea. Họ voi cũng đã được sửa đổi bởi các tác giả khác nhau để bao gồm hoặc loại trừ các chi có voi khác đã tuyệt chủng. Voi là loài động vật lớn nhất sống trên cạn còn tồn tại và tuổi thọ tối đa có thể lên tới 70 tuổi. Khi mới sinh ra, voi con đã có trọng lượng trung bình là 120kg.
Thân voi chứa hơn tới 40.000 cơ bắp và dây chằng. Vòi voi chứa hơn 100.000 các loại cơ khác nhau. Toàn bộ cơ thể con người chỉ có 800 cơ khác nhau. Voi có vẻ bề ngoài rất chậm chạp là thế, nhưng chúng có thể nâng được trọng lượng tối đa là 9 tấn, gấp 1,7 lần so với trọng lượng của cơ thể. 7. Bò. Một con bò trưởng thành có chiều dài từ 2 đến 2,3 mét và nặng tới 640 kg. Mặc dù bò chậm chạp hơn nhiều loài khác, nhưng lại có thể mang tải nặng cho một khoảng thời gian dài. Một con bò đực có thể kéo được một trọng lượng gấp 1,5 trọng lượng cơ thể chúng, tương đương với 900 kg. Loài vật này thường được nuôi để cày ruộng, đặc biệt là ở những quốc gia trồng lúa như ở Việt Nam, Thái Lan. Ngoài ra, chúng cũng được nuôi để lấy thịt và vận chuyển hàng hóa. Nói chung, chúng là động vật ăn ban ngày, chỉ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nóng bức vào buổi trưa, còn tích cực hoạt động vào thời gian buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên, trong những khu vực mà con người xâm lấn làm lãnh thổ của bầy đàn, thì chúng có thể là động vật ăn đêm. Một vài loài còn di cư, di chuyển theo nguồn cung cấp thức ăn và nước uống. 8. Gấu. Gấu là những động vật có vú ăn thịt thuộc họ gấu. Chúng được xếp vào phân bộ dạng chó. Mặc dù chỉ có 8 loài gấu còn sinh tồn, chúng phổ biến rất rộng rãi, xuất hiện ở nhiều môi trường khác nhau trên khắp Bắc Bán Cầu và một phần ở Nam Bán Cầu. Đặc điểm chung của những loài gấu ngày nay bao gồm cơ thể to lớn và đôi chân thon dài, mõm dài, tai tròn nhỏ, lông xù, móng chân có 5 ngón vuốt không rút lại được và đuôi ngắn. Gấu có thể đánh hơi như loài chó, nhưng mũi của chúng thính hơn gấp 6 lần. Các loài gấu đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng do nạn đói, nạn mất môi trường sinh sống và nạn săn bắt trộm. Người ta thường săn bắt gấu để lấy lông, mật, móng vuốt và nhiều bộ phận cơ thể khác. Loài gấu bơi và trèo cây rất giỏi. Hơn thế nữa, loài gấu nâu là những tay bắt cá cừ khôi. Gấu là một trong những loài động vật có vú to lớn và mạnh mẽ, đặc biệt là loài gấu xám. Khi mới sinh ra, gấu con chỉ nặng 0,5 kg. Nhưng khi trưởng thành, chúng có thể đạt tới trọng lượng từ 350 đến 550 kg và chiều cao tối đa là 2,5 m. Một con gấu xám trưởng thành có thể nâng vật nặng gấp 0,8 lần trọng lượng cơ thể của nó. Gấu có thể chạy với tốc độ tối đa 34 km/h, mặc dù có một cơ thể khá đồ sộ. Một điểm đặc biệt là gấu leo dốc nhanh hơn khi xuống dốc. Thức ăn của gấu này khá đa dạng, thực vật bao gồm cỏ, hoa màu, chuối non. Con mồi ưa thích của gấu xám bao gồm cá hồi, chim, chồn, sóc, thỏ rừng. Một vết cắn mạnh của gấu có thể nghiền nát một quả bóng bowling. Gấu xám ngủ đông suốt cả mùa đông, vì thế vào mùa thu, chúng cần ăn nhiều để tiêu thụ suốt nhiều tháng ngủ. 9. Chăn Anaconda. Chăn Anaconda là loài chăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Có 4 loại chăn Anaconda. Loài lớn nhất và nặng nhất là chăn Anaconda xanh. Con trưởng thành có thể dài tới 9 mét và nặng tới 227 kg. Thức ăn ưa thích của chăn Anaconda là các loài động vật có vú như hươu, nai và đôi khi là cả con người. Thậm chí chúng có thể giết chết được cả lợn rừng và báo đốm. Chăn không có độc, vì thế chúng săn mồi bằng cách quấn chặt thân con mồi, siết chặt khiến cho con mồi chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Sau khi con mồi chết, thì chăn khổng lồ sẽ nuốt toàn bộ nạn nhân vào bụng. Một con chăn Anaconda có kích thước trung bình có thể siết chặt với lực tương đương 250 kg. Chăn Anaconda là loài chăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon. Chúng có lối sống lưỡng cư nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài chăn này chủ yếu sống trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Chăn Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt 20 km/h và có thể ở dưới nước trong tối đa 20 phút, giống như các loài rắn khác. Chúng thường xuyên lột xác. Anaconda cái đẻ con, chúng có thể đẻ từ 10 đến 50 con non mỗi lứa, kỷ lục là 100 con non. Không có quá nhiều kẻ thù, một con Anaconda có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 10 đến 12 năm tuổi thọ trong tự nhiên. Còn trong môi trường nuôi nhốt, con số ấy sẽ lên tới 30 năm. 10. Đại bàng chúa. Đại bàng chúa châu Phi có đôi cánh mạnh mẽ, mỏ lớn và móng vuốt sắc nhọn. Đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn. Thức ăn chủ yếu của đại bàng là các loài động vật nhỏ trên các thảo nguyên ở châu Phi. Với chiều dài cơ thể khoảng 95cm và sải cánh là 2m, trọng lượng đại bàng từ 3,8 kg đến 4,5 kg. Và đặc biệt, chúng có thể dùng chân quắp được những con vật có trọng lượng tới 16 kg, tương đương gấp 4 lần trọng lượng cơ thể của chúng. Khí chất ngược đời, khác biệt đầu tiên ở đại bàng chính là chọn cô độc để trở thành kẻ mạnh nhất.
hiếm ai không sợ nỗi cô đơn và sự lạc lõng. Nhưng đối với đại bàng, quăng mình vào thử thách và đối mặt với nỗi cô đơn bất tận chính là cách chúng rèn giũa sức mạnh cho đôi cánh và cái đầu lạnh của mình. Bay ở độ cao mà không loài nào địch nổi, làm tổ ở những nơi vách núi treo leo hay sẵn sàng đương đầu với bão tố để xải rộng đôi cánh là cách mà đại bàng thể hiện bản lĩnh thống trị bầu trời của mình. Đây là một trong những nguyên tắc sống tuyệt vời của đại bàng mà rất hiếm loài động vật nào có được. Đại bàng không bao giờ lẫn hoặc tự cho phép mình lẫn trong đàn chim sẻ hay các loài chim khác. Chúng luôn một mình chinh phục độ cao và thử thách. Đại bàng chúa hạnh phúc vì có bão, bởi chúng thích đạp lên những đám mây đang vẫn vũ bầu trời để nhờ gió đưa mình lên cao. Đối với loài chim săn mồi lớn nhất thế giới này, mưa bão là thước đo để chúng trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, như vậy là video của Mê Khám Phá đến đây là kết thúc rồi. Vừa rồi thì các bạn đã cùng với Mê Khám Phá tìm hiểu về 10 loài động vật khỏe nhất trên thế giới đúng không nào? Vậy các bạn có ấn tượng nhất với loài động vật nào? Hãy comment xuống phía dưới để chúng mình cùng biết và thảo luận nhé! Và các bạn cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo ở bên cạnh để không bao giờ bỏ lỡ những video mới nhất, hay nhất của Mê Khám Phá. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!